Có thể bạn sẽ không ngờ rằng quả sung có công dụng chữa viêm tuyến tiền liệt rất hiệu quả. Bài thuốc chữa viêm tuyến tiền liệt từ quả sung được lưu truyền từ rất lâu trong dân gian và hiệu quả điều trị cũng đã được nhiều người bệnh tin tưởng và chia sẻ. Sử dụng bài thuốc từ sung ra sao để đạt được hiệu quả? Hãy tìm hiểu kỹ hơn qua video này. Để làm bài thuốc này, bạn cần chuẩn bị khoảng 30g sung và một ít đường phèn. Cách thực hiện như sau. Sung bạn mua về hãy rửa sạch bằng nước muối để loại bỏ sâu bọ cũng như các tạp chất. Tiếp theo, bạn cho sung và đường phèn vào nồi nấu cùng khoảng 1,5 lít nước. Lấy nước nấu từ quả sung uống hàng ngày thay trà để trị viêm tuyến tiền liệt. Quả sung có vị ngọt, tính bình, là một vị thuốc được sử dụng rất nhiều trong đông y. Các hoạt chất trong quả sung có tác dụng giúp giảm đau nhanh chóng, ngăn ngừa tình trạng sưng viêm nên được sử dụng rất nhiều để điều trị các triệu chứng mà bệnh viêm tuyến tiền liệt gây ra. Để việc điều trị viêm tuyến tiền liệt bằng quả sung đạt hiệu quả cao, bạn nên kiên trì sử dụng trong thời gian dài, kết hợp với các phương pháp điều trị bằng thuốc và vật lý trị liệu, xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, nghỉ ngơi và làm việc hợp lý. Bạn nên dùng bài thuốc này với liều lượng vừa phải để tránh gặp các tác dụng phụ như buồn nôn, hạ đường huyết, nóng gan, táo bón hoặc tiêu chảy. Không nên quá lạm dụng phương pháp này bởi nó không thể thay thế hoàn toàn thuốc chữa bệnh. Mức độ hiệu quả cũng tùy vào cơ địa và thể bệnh của mỗi người. Bài thuốc này sẽ phù hợp với những trường hợp bệnh nhẹ, còn với những ca bệnh nặng thì người bệnh nên tìm đến phương pháp điều trị chuyên sâu hơn. Phương pháp chữa tuyến tiền liệt từ quả sung là một phương pháp dân gian lành tính, dễ thực hiện mà lại vô cùng hiệu quả. Bạn hãy kết hợp với việc điều trị theo chỉ dẫn của bác sĩ để đạt được kết quả như mong muốn.